Xin chào cả nhà và các bạn mình nha. Cả nhà nhìn thấy những cái bắp của Trang bự không? Ở đây Trang không hề dùng một miếng diêm trôi luôn cả nhà. Trang hoàn toàn là dùng cái nước mình nuôi sâu không mà Trang xả ra đây á. Mà nó tốn gì cả nhà. Và Trang qua quay đám mì cho cả nhà xem nha. Đây, bữa Trang trồng một ít mì, một ít bắp. Đây, cái dây nè, cái dây xanh này là Trang xả nước trong hồ ra cả nhà. Trang cứ xả ở đây, Trang thu sâu lên rồi Trang sẽ xả nước ở đây. Cả nhà nhìn thấy mì này nay được một tháng rồi cả nhà. Một tháng rồi đó. Trang trồng mì ăn cũ. Có một mớ gốc ngoài này là mấy con gà với con ngỗng rỉa hết nè. Còn mấy cây này nó rất là cao rồi cả nhà. Không hề dùng một miếng diêm trôi hết như cả nhà. Thì bà con mình thấy nha, con rùa đen này nó rất cực kỳ là tuyệt vời luôn. Làm con sâu thì cả nhà mình có thể là để làm cho vật nuôi ăn. Cái mô hình này phải nói là để đưa vào những cái hộ chăn nuôi. Trang thấy bây giờ rất là nhiều các hộ chăn nuôi họ dùng cái phân á cả nhà, cái phân nhà mình luôn để tạt á. Nhìn nó cũng rất là bẩn nha cả nhà. Nhưng mà nếu là gia đình nào mà để ở nhà mà mình nuôi gà và để áp dụng vô trồng trọt á thì rất là tuyệt vời luôn. Thì cả nhà xem coi Trang, mình không có tạt khi mà mình nuôi sâu, cả nhà nhìn thấy nước rất là ít. Thì lý do tại sao mà nước ít như vậy mà để có tứ cây thì một cái ô này là khoảng tầm 20 m², 20 đến 30 m² cũng có. Ô lớn ô nhỏ Trang có mấy ô rồi cả nhà. Và cả nhà nhìn thấy nè, khi Trang thu sâu Trang sẽ bơm nước vào như này cả nhà. Cái này cũng rất là nhiều rồi, bơm vào cỡ một tách nước, hơn tách nước thì cũng được cả nhà. Không cho nó để quay trực tiếp cho cả nhà xem, nhưng mà do gì Trang làm buổi sáng sớm á, nó âm u lắm, tối lắm, cả nhà không thấy rõ nên Trang sẽ quay đăng lên cho nó dễ. Đó. Trang ra ngoài Trang nha. Trời bữa nay muốn bão nó rồi cả nhà, tối thui à. Đây, bà con mình có thể nhìn thấy nha, thì nó cỡ một tấc nước thôi, không nhiều đâu. Thì mình có thể lấy rổ mình vớt lên như vậy nè. Đó, bà con thấy cái lượng sâu nó rất là nhiều nha. Thì hôm nay Trang sẽ thu hoạch trước một manh này để làm cái chế phẩm cho heo ăn cả nha. Hết chế phẩm rồi. Thì cái manh này thu chắc cỡ tầm còn cỡ khoảng 100 kg thôi chứ không nhiều đâu. Thì ngày nào Trang cũng vớt cho cá với cho bà ăn á. Cá bà ba một ngày nó hết 10 kg cả nhà. Ăn cũng rất là nhiều luôn. Nhưng mà Trang để nuôi thí điểm xem thử xem sao là có gì Trang. Hôm trước Trang trộn chế phẩm cho nó ăn. Nhưng mà trộn chế phẩm cho bá đậu cho nó ăn cả nhà, nhưng mà do thiếu bá đậu để nuôi sâu lên thành ra dạo này Trang không có cho nó ăn chế phẩm nữa. Chứ phần Trang thấy nó cho ăn chế phẩm nó dơ nước quá, nước nó rất là nhanh dơ. Còn khi mình cho ăn nguyên con rùa đen như thế này thì nước nó lâu dơ lắm, cả tháng rồi á. Trang gần cả tháng rồi, Trang không có, hơn nửa tháng rồi Trang không có thay nước hết cả nhà. Cả nhà nhìn thấy nha, cái rùa đen hôm nay nó xám hết rồi, nó cũng hơi xám xám hết rồi, và lông rất là nhiều luôn nè, nó bự lắm rồi. Khi mà nó bự đến mức này rồi cả nhà cho ăn thêm nó cũng vậy thôi, chỉ nó già đi thôi chứ nó không có lớn hơn nữa đâu cả nhà. Và có thể cả nhà nhìn thấy nha, cái rùa đen đợt này Trang nuôi nó rất là đều luôn, cực kỳ là đều nha cả nhà.
khi cả nhà cứ đổ đồ ăn, làm cái nền xong rồi cho mình đổ đồ ăn lên thì nó sẽ lớn rất là nhanh, rất là đều. Chàng cũng đang dự định làm thêm một cái kênh để mà hướng dẫn cho bà con nuôi lại từ ban đầu á, nhưng mà không biết có nên làm hay không nữa, tại vì rất là nhiều bạn luôn, rất là nhiều bà con, có rất là nhiều anh chị đã biết cái rủi đen này rồi, nhưng mà còn nhiều bà con rất là chưa biết luôn mà con, không biết tính rủi đen này luôn, nhưng mà cứ hỏi chị ơi ấp như thế nào, đem về làm cái gì, rất là nhiều câu hỏi luôn, nhưng mà thực sự Trang không trả lời hết được, bà con thông cảm nha. Vì công việc của Trang cũng rất là nhiều, thì bà con chịu khó xem là những clip của Trang đã đăng rồi, còn không thì Trang sẽ làm thêm một cái kênh mới nữa để cho hướng dẫn cho bà con làm cho nó dễ hơn. Nuôi gà cũng vậy, nhiều bạn hỏi chị ơi bây giờ thức ăn heo có giống thức ăn gà không, Trang cũng không biết đường trả lời luôn bà con. Đó, bà con thấy nha, khi mà Trang thu ổ trùng lên chỉ việc lấy rổ vớt thì nó sạch rồi bà con, không còn phải rửa nữa, nó rất là sạch rồi, lúc trước thì phải đem đi rửa, còn bây giờ Trang không có rửa đó nha bà con. Trang chỉ vớt lên là Trang phải ngâm Movem thôi, Trang vớt lên là Trang sẽ ngâm Movem rồi bắt đầu Trang đem vô làm chế phẩm. Trang sẽ thu trước một ô để cho một ô kia để dành cho cá nó ăn dài hôm, rồi cái đầu Trang thả một ô này cho nó lớn rồi Trang mới thu tiếp một ô nữa cả nhà, để không có bị ngưng cho cá ăn. Nó ăn rủi đen quen rồi mà cả nhà không cho nó ăn nữa thì nó cũng lười ăn lắm. Thu rất là dễ cả nhà nhìn thấy nha. Thì khi mà Trang thu lên xong rồi á, cả nhìn thấy á, Trang thu lên xong Trang sẽ xả cái nước này trực tiếp ra ngoài đấm mì về đấm mắt. Xả trực tiếp ra đấm mì đấm mắp luôn cả nhà. Có một vài con nó cũng bị chết đây nè, Trang vô nước. Khi mà cả nhà thấy nó đông đặc quá nó dễ chết lắm. Thì khi mà Trang vô nước một ngày, Trang cho nó nổi quen với môi trường nước rồi thì Trang sẽ vớt lên làm chế phẩm cả nhà. Còn mình không vô nước cho nó quen thì khi mình ngâm nước như thế này nó bị chìm hết luôn, không vớt được đâu cả nhà. Trang bị một lần rồi. Hôm Trang nuôi khô á, cái Trang mà nó không xả thôi, mình bơm nước vô đi đừng vớt lên, nhưng mà bơm nước vô nó chìm hết trơn cả nhà. Nuôi khô bơm nước vô lên là nó sẽ chìm nha. Còn mình nuôi nước thì đến cái ngày cuối thì qua nay là Trang không có cho nó ăn nữa, Trang cho ăn một ngày rồi bữa nay Trang ngưng. Trang không cho ăn nữa thì Trang sẽ thu như cả nhà. Trang đang hết đồ ăn luôn thì mình sẽ thu lên thôi. Đó, cả nhà nhìn thấy nha, con ấu trùng nó rất là đạt, cực kỳ là đạt luôn, 10 con như 10 luôn cả nhà. Thì bà con có thể nhìn thấy nha, mình có thể nuôi ấu trùng này tận dụng cho áp dụng đưa vào chăn nuôi rất là tuyệt vời luôn. Nước sâu thì mình có thể tưới cây. Rất là nhiều anh chị bây giờ, hiện giờ Trang biết rất là nhiều anh chị ở nhà làm vườn luôn. Thực sự mùa Covid thì cũng chả biết làm cái gì nữa cả nhà, nhưng mà cả nhà cứ thấy an toàn không? Mình trồng cây cũng không hề dùng một miếng phân tro, và chăn nuôi cũng không dùng miếng cám công nghiệp luôn nữa. Thì tại sao bà con không áp dụng cái mô hình này về đưa vào để chăn nuôi bà con? Vừa chăn nuôi vừa trồng trọt luôn, không hề dùng một miếng phân tro nào hết luôn. Giảm được rất là nhiều chi phí nha. Trang biết bà con hiện giờ trồng bất cứ vật cái cây gì thì cũng đều có diêm tro hết. Thì diêm tro hiện giờ cũng đắt đỏ lắm, không có rẻ đâu. Và cám thì lên rất là cao luôn. Và mùa Covid này không biết là trồng xong rồi, hoặc là nuôi heo hay là nuôi gà đồ, nuôi xong biết có bán được hay không nữa. Thì bà con rất là nhiều người rất là đắn đo hiện giờ trong cái mùa Covid này, đắn đo lắm bà con. Thì Trang khuyên rằng bà con hãy nên tìm hiểu sâu về con sâu canxi này nhé. Nó là vật nuôi rất là sạch. Rất là nhiều cái anh chị nói là nhìn sợ quá, mà thực sự nó là một vật nuôi sạch. Còn các anh chị ăn những cái ca vật nuôi, nó ăn cám công nghiệp hay là thuốc trang trọng cái gì, anh chị không nhìn thấy được thôi, nhưng mà nó rất là... Thì hiện giờ bà con mình có thể nhìn thấy nha, bệnh tật rất là nhiều luôn. Bệnh tật vô tội dạ luôn á, mần được bao nhiêu thì cứ đem cho bác sĩ ăn hết, thì bà con mình hãy nhìn nhận rõ hơn nha. Còn con sâu canxi này bà con thấy Trang nuôi trong môi trường vi sinh, và Trang cho ăn bã đậu và cá, toàn bộ là ăn những thức ăn sạch thôi bà con. Thì tại sao những cái thức ăn sạch thì bà con lại sợ, còn những cái thức ăn mà rất là bẩn ngoài thị trường họ dùng những cái thuốc trang trọng hoặc là để mà đem vào áp dụng chăn nuôi thì bà con không thấy, nên bà con không sợ thôi. Chứ thực sự là đây là những cái nguồn thực phẩm rất là sạch nha bà con.
Chân mong rằng bà con mình hãy tìm hiểu và áp dụng. Biết nó bị sao nữa rồi. Bà con thể thấy Trang thu sâu rất là dễ dàng, rất là đơn giản luôn. Mình chỉ việc cho ăn bằng cái cách Trang đang nuôi, thì mô hình này là không có nước nhiều bà con. Nhưng bà con thấy Trang từ lúc nuôi cho đều quay cho bà con xem, và đến lúc thu hoạch Trang cũng đều quay cho bà con xem. Bà con nghĩ xem nó ăn như vậy có dơ không, có bẩn không? Thực sự nó rất là sạch luôn. Hai ba hôm trước có một vị khách cũng đến nhà Trang, chị cũng là người nước ngoài về Việt Nam định cư, nhưng mà chị đến đây chị đi chuyến du lịch cả nhà, đi chuyến du lịch đi từ thị xã lên đây là gần 50 cây số, mà đi du lịch lên đây chỉ mua có 5 ký sâu thôi để về để chăn nuôi, nuôi gà và chia Trang thêm một ít trứng ruồi, một ít sâu trung trung để về để cho gà, cho gà, cho vịt, cho chim chỉ, cho cút. Họ nuôi ở nhà để dành ăn thôi cả nhà. Nhưng mà người ta đi hẳn một chuyến du lịch lên đây mua mấy ký, Trang không biết là những người đó để Trang chưa tiếp xúc thì Trang không biết là người ta đến đây mua hay là người ta đến đây xem mô hình hay làm cái gì, Trang cũng không biết. Trang cứ ngỡ ngỡ trong đầu thôi. Họ nghĩ sao mà đi từ du lịch, đi du lịch từ thị xã lên đây, mà từ thị xã lên nhà Trang khoảng 50 cây số mà lên đây mua 5 ký sâu. Mình cũng thấy rất là mất cười nữa cả nhà. Nhưng mà thực sự người ta sợ thật. Người ta sợ bây giờ là cái thực phẩm bẩn ngoài đường quá nhiều luôn cả nhà. Người ta lên đây để người ta mua về để người ta chăn nuôi sạch và mua trứng, mua mọi thứ một ít để về chăn nuôi, nuôi vật nuôi ở nhà cả nhà. Bà con biết từ lúc Trang nuôi con sâu bên si này á, Trang cũng mặc cảm nhiều lắm. Trang thấy rất là nhiều anh chị lên cái đó là sợ lắm, nhìn ghê lắm, thậm chí gia đình của Trang luôn. Ai cũng nói là nhìn nó ghê lắm, nhưng mà đến bây giờ này á, Trang thấy mọi người chấp nhận rất là nhiều rồi. Mình cũng thấy rất là vui bà con, rất là vui. Thì bây giờ cái thị trường sạch họ đang cần rất rất là nhiều luôn. Và có Trang có một người bạn cũng quen trong siêu thị á, họ hỏi bây giờ Trang có thể là làm được cái thực phẩm sạch để cung cấp cho họ không. Trang không dám nhận cả nha. Thì công việc của Trang rất là nhiều. Và ba cũng thường xuyên bệnh, nên mình nhận hợp đồng với người ta thì bắt buộc phải làm lâu dài. Còn Trang thì Trang không biết mình có cung cấp đủ không, nên Trang chưa dám nhận cả nha. Hiện giờ rất rất là nhiều luôn. Nói chung là bây giờ kể cả ruồi lính đen này là thực phẩm để cho vật nuôi ăn, người khách cũng đặt rất là nhiều cả nha. Trang không cung cấp đủ luôn. Bây giờ Trang rất là tự tin luôn. Trang rất là tự tin với con ruồi lính đen này. Thì Trang mong bà con mình có thể áp dụng mà đưa vào chăn nuôi và kinh doanh, rất là tuyệt vời luôn bà con. Thực sự rất là tuyệt vời, bà con phải bắt tay vào, cứ làm đi. Làm thì mình sẽ yêu, yêu quý nó. Tại vì khi nó kiếm được cho mình rất là nhiều tiền thì bà con không còn sợ nữa. Rồi, Trang chia sẻ cho bà con mình sơ sơ vậy nha, để Trang thu ấu trùng lên. Thì hôm nay đứa em Trang nó bị tai nạn, nên là ông xã phải đi phụ nó, nên là Trang làm có một mình thôi, lủi thủi làm một mình, nên Trang tranh thủ làm sớm và tranh thủ cũng quay chia sẻ cho cả nhà sơ sơ vậy nha cả nhà ơi. Trang xin chào cả nhà mình nha. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!